Thưa quý vị, hôm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết vừa có công văn gửi Bộ Y tế về việc vi phạm trong cấp giấy chứng nhận GCN, nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể là việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 6 phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, không đúng quy định. Cụ thể các sai phạm, người bệnh không đi khám vẫn được cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Bác sĩ không đi làm tại phòng khám nhưng vẫn ký cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Không bị ốm vẫn kê chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc để trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của 6 phòng khám đa khoa tại tỉnh Đồng Nai phát hiện từ tháng 5 năm 2022. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện và chuyển công an tỉnh Đồng Nai. Từ vụ việc trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước thực hiện nghiêm túc luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế, nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân.